Người đàn ông này rất thích nuôi động vật, đại đồ đệ là nhện tinh trong động bàn tơ, suốt ngày chỉ muốn ôm ôm hôn hôn sư phụ, nhân cơ hội hít trộm tí tinh huyết. Nhị đồ đệ giống như tinh linh vô cùng dịu dàng, ngày này cũng trêu chọc sư phụ để xin xỏ nọ kia. Tam đồ đệ là rắn tinh ngầu như trái bầu, mỗi ngày đều lấy độc pha nước cho sư phụ uống. Tứ đồ đệ là miêu nữ tinh nghịch, có thể điều khiển được lửa rất thành thạo, ngày nào cũng giúp sư phụ dục hỏa trùng sinh. Khương Phàm ngày nào cũng phải đề phòng đồ đệ, giờ đây y không chịu được nữa, quyết định đến Thăng Thiên Đại Hội tìm đồ đệ thứ năm. Dạy cô ta tôn sư trọng đạo từ nhỏ. Lúc này trên Thăng Thiên Đại Hội có một cô gái đang rất được chú ý. Người sở hữu thiên linh căn chính là nhân tài vạn người có một, mà cô gái đó chính là thiên linh căn cực phẩm, có thể xem như thiên tài trăm năm khó gặp. Tất cả các tông môn đều nhào lên chuẩn bị dụ cô về làm đồ đệ. Khương Phàm bị đám đông đẩy lên cạnh cô gái, nhìn thấy đại trưởng giáo của chính nhất đạo môn đang đánh người, uy lực lớn mạnh khiến bùa hộ thân của cô gái bị vỡ, đồng thời cô gái cũng lộ ra bộ dạng thật, mái tóc màu vàng, đôi mắt như ngọc thạch. Khi các tông môn nhìn thấy bộ dạng này của cô đều há hốc mồm. Đặc điểm ngoại hình này chính là tộc Man Di của phương Tây, lập tức hô hào đuổi cô đi, có người còn nói giết chết cô. Khương Phàm không hiểu chuyện gì, vỗ vai người trước mặt, ông anh xảy ra chuyện gì vậy? Hai, đừng nhắc nữa, cô ta là tộc Man Di của phương Tây, trà trộn vào Thăng Thiên Đại Hội muốn học trộm thần châu đạo pháp của chúng ta. Bây giờ bị chính nhất đạo môn phát hiện, lão già của Dược Vương Tông đi lên lấy lại tiết ngàn năm. Hứ, tên Man Di to gan dám lừa ta, món đồ này trả lại cho lão phu đi. Tộc Man Di như ngươi vẫn nên ngoan ngoãn về phương Tây tu luyện ma pháp vô dụng của ngươi đi, ngươi không xứng luyện thần châu đạo pháp. Đại trưởng giáo của chính nhất tông môn không có ý tốt, chuẩn bị nhận Lục Linh Nhi vào chính nhất đạo môn, sau đó tìm cơ hội cướp linh căn của cô rồi cho đồ đệ khác. Đúng lúc này Khương Phàm đi đến cạnh Lục Linh Nhi, đợi đã, nếu như các người đã cảm thấy không thể dạy dỗ tiểu cô nương này, vậy chi bằng giao cho ta đi. Đệ tử chính nhất đạo môn quát lớn, nhóc con từ đâu đến, dám can thiệp vào chuyện của chính nhất đạo môn ta. Khương Phàm cười hì hì, đại hội này không phải là để các môn phái thu nhận đồ đệ sao, không lẽ Thăng Thiên Đại Hội là chính nhất đạo môn các ngươi mở? Tên đệ tử nghe xong thì câm nín. Đại trưởng giáo lại bật cười ha ha, người trẻ tuổi đừng có vì nghe con nhóc này là cực phẩm thiên linh căn mà nổi ý xấu, ngoại tộc không thế vào tiên môn, đây là quy tắc của tu chân giới từ trước đến nay. Nghe thấy vậy Khương Phàm liền nhíu mày, ha ha, quy tắc, đời này ta ghét nhất chính là quy tắc. Người đàn ông này là thần tiên thích nuôi động vật, nhện tinh thích hút tinh huyết, xà yêu thích làm bartender, yêu nữ có kinh nghiệm nướng thịt nhiều năm nhưng lại không dạy dỗ được thú cưng phạm phải thiên quy nên đày xuống trần, thế nên đời này y ghét nhất chính là quy tắc. Khi đại trưởng giáo chính nhất đạo môn nói ngoại tộc không được gia nhập tiên môn là quy tắc thì Khương Phàm liền tức giận. Quy tắc, nhất định đều là đúng à? Đại trưởng giáo thấy Khương Phàm không tôn trọng mình nên định ra tay dạy dỗ tên tiểu tử này một trận. Lấy bình thông thiên pháp khí của mình ra, mặc dù không biết ngươi muốn làm gì nhưng tốt nhất để ta đưa cô ta về nơi cô ta nên đến đi. Vừa nói xong thì mặt đất dưới chân Khương Phàm và Lục Linh Nhi đột nhiên nứt ra. Khương Phàm nhanh tay kéo Lục Linh Nhi bay lên. Ha ha, không hổ là đại trưởng giáo của chính nhất đạo môn, hoàng tráng đấy nhỉ. Thấy Khương Phàm chế giễu, đại trưởng giáo tức xì khói đầu, hét lên, tiểu tử ngươi có biết mình đang làm cái gì không? Ngươi dám bảo vệ ngoại tộc phương Tây là muốn chống đối lại tất cả các môn phái sao? Bộ dạng hung dữ của đại trưởng giáo làm Lục Linh Nhi sợ hãi. Khương Phàm khẽ xoa đầu của cô, đừng sợ, ông lão đó chỉ được cái to mồm. Nào, sử dụng ma pháp mạnh nhất của con để ta xem nào. Lục Linh Nhi có hơi do dự, mắt của Khương Phàm đã cổ vũ cho cô. Lục Linh Nhi đặt hai tay trước ngực, giống như một tín đồ đang cầu nguyện, miệng đọc thần chú của phương Tây. Nữ thần lửa Angelica vĩ đại, tình yêu cháy bỏng của người an ủi cả thế giới, tín đồ trung thành của người cầu xin người hãy cho con sức mạnh để dung hòa tất cả. Vừa nói xong thì bầu trời liền chuyển sang màu đỏ rực. Vô số đạo sĩ phương Đông ngơ ngác nhìn bầu trời bị nhuộm đỏ. Đây chính là ma pháp phương Tây sao? Cảm giác cả không gian đều nóng lên, Lục Linh Nhi cũng khó tin nhìn hai tay mình. Đây là ma pháp mình tạo ra sao? Sao mà lần này lại hoành tráng vậy? Đại trưởng giáo chỉ cười hì hì. Hứ, ma pháp phương Tây, chỉ là mấy trò vặt vãnh mà thôi. Nhưng ông ta vừa nói xong thì lại ngạc nhiên không nói nổi nữa. Bầu trời đỏ rực bị cái gì đó xé rách ra, ngay sau đó một con kỳ lân rực lửa từ từ bước ra. Kỳ lân há to cái miệng lớn của mình lao về phía đại trưởng giáo. Đại trưởng giáo hốt hoảng lấy pháp khí ra chống đỡ, nhưng chỉ là châu chấu đá xe, sau một tiếng nổ vang trời, biến thành pháo hoa rực rỡ. Lục Linh Nhi lúc này đã ngơ ngác từ lâu. Đây còn là ma pháp của con sao? Khương Phàm cười ha ha, đương nhiên đây chính là sức mạnh của con, đồng thời tự nhủ trong lòng, ta chỉ cho thêm chút topping thôi. Thiếu nữ Man Di bị coi là tà giáo, lại có thể triệu hồi thần thú kỳ lân, chỉ là trận pháp lần này có vẻ hơi lớn, trực tiếp biến đại trưởng giáo của chính nhất đạo môn biến thành pháo hoa. Khương Phàm đưa Lục Linh Nhi về Thiên Nguyên Tông, thấy cung điện huy hoàng kiến trúc nguy nga, Lục Linh Nhi vô cùng háo hức. Khương Phàm nhắc nhở Lục Linh Nhi, con phải chuẩn bị trước tâm lý đi, con có bốn sư tỷ, có điều bọn họ không được bình thường lắm, nhưng đều là người tốt. Lục Linh Nhi bị mấy lời này làm cho khó hiểu. Đúng lúc này tam đồ đệ Diệp La
nhào vào lòng Khương Phàm, thì thầm bên tai y nói sư phụ người cuối cùng cũng về rồi. Mấy ngày nay con tích lũy được không ít thuốc mới, tư thế mờ ám này khiến Khương Phàm bối rối, ho nhẹ hai tiếng, vi sư biết rồi. Lục Linh Nhi thấy hai người như vậy dường như nghĩ đến gì đó. Bộ dạng lắp ba lắp bắp vô cùng đáng yêu. Sư phụ, hai người là quan hệ đó sao? Diệp La bị hỏi cho ngơ ngác, giống như phát hiện được đại lục mới vậy, miết cầm Lục Linh Nhi quan sát, muội chính là tiểu sư muội mới đến sao? Ta tên Diệp La, muội cũng có thể gọi ta là tỷ tỷ. Hành vi đột ngột khiến Lục Linh Nhi đỏ mặt, bối rối giới thiệu bản thân. Nhìn Lục Linh Nhi, Diệp La đã nghĩ ra đủ các ý tưởng. Ví dụ thế này rồi cả thế này, các bạn thích kiểu nào hơn? Vào lúc Diệp La đang tưởng tượng, thì Khương Phàm đã gõ cho cô một cái. Vi sư nói cho con biết, mấy bộ quần áo đó không phải để con bắt nạt sư muội, nghe rõ chưa? Diệp La ấm ức phản bác, đây mà là bắt nạt à? Rõ ràng là yêu thương mà, chỉ có Lục Linh Nhi không hiểu gì, quần áo không phải để mặc sao? Khương Phàm lập tức đi đến cắt ngang suy nghĩ của cô. Dù gì thì lượng tin tức quá lớn khán giả không thích xem. Không có gì đâu, mặc kệ tam sư tỷ của con, chắc là đói rồi đúng không? Chúng ta đến đại điện đi. Vừa bước vào đại điện đã ngửi thấy mùi thơm phức, bánh quẩy vàng giòn, bánh bao nóng hổi. Hai mắt Lục Linh Nhi phát sáng, rất nhanh Bạch Giao đã bưng điểm tâm vào. Khương Phàm quan sát thì thấy thiếu tứ đồ đệ Nại Lạc. Bình thường đến giờ ăn thì nha đầu đó sẽ là người xuất hiện đầu tiên. Hôm nay sao lại khác thường vậy? Khương Phàm nói vừa rồi muội ấy đến tìm con, nói không muốn ăn nên không cần đợi. Khương Phàm suy nghĩ một lúc, quay đầu nhìn sang Lục Linh Nhi đang chảy nước miếng. Xem ra sự xuất hiện của Lục Linh Nhi là một sự đả kích với cô ấy. Còn Nại Lạc lúc này đang giống như phát điên vậy, đáng ghét. Khương Phàm chết tiệt, Khương Phàm thối, ta khó khăn lắm mới quên được chuyện đó. Sư phụ chắc chắn là cố tình, người đàn ông này cả ngày được các đồ đệ xinh đẹp vây quanh. Đại đồ đệ xinh đẹp hấp dẫn, nhị đồ đệ cao lãnh ngốc manh, tam đồ đệ vóc dáng quyến rũ, tứ đồ đệ nhìn có vẻ hoạt bát đáng yêu, thực tế thì lại có một tuổi thơ bi thảm. Cô là một con mèo tinh, từng bị tà giáo bắt sống, bơm máu của những yêu thú khác vào người làm thí nghiệm, thế nên Nại Lạc từ nhỏ đã vô cùng căm ghét tà giáo. Sau khi biết tin Khương Phàm mới nhận ngũ đồ đệ, Nại Lạc vô cùng tức giận. Khương Phàm chết tiệt, Khương Phàm thối, biết rõ tình hình của mình, rõ ràng là cố tình mà. Vào lúc Nại Lạc đang chút giận, Lục Linh Nhi đến sau lưng cô. Nại Lạc quát lớn, là ai? Thấy nắm đấm bay đến, Lục Linh Nhi bỗng ngây người, lắp ba lắp bắp nói, xin chào tứ sư tỷ, muội là Lục Linh Nhi, thấy tỷ tập luyện vất vả, lau mồ hôi đi. Nại Lạc thấy Lục Linh Nhi thì không bày ra vẻ mặt thiện cảm, đây mà là huấn luyện gì, nhiều lắm thì chỉ là vận động gân cốt mà thôi. Sau đó là vẻ mặt xem thường, cô chính là người mới đó hả? Lục Linh Nhi bị ánh mắt này dọa sợ, vâng tứ sư tỷ, bởi vì buổi sáng ăn cơm không gặp được tỷ, thế nên sư phụ bảo muội đến chào hỏi tỷ. Nại Lạc nghe thấy Khương Phàm bảo đến thì càng tức, hóa ra là vậy, là sư phụ bảo cô đến à, chuyện khác thì không lo, lại bảo cô đến tìm ta trước. Lục Linh Nhi vội giải thích, sư phụ nói các sư tỷ đều rất tốt, bảo muội đi theo tỷ để tìm hiểu về tông môn, nhưng Nại Lạc quay đi luôn, tránh xa ta ra, nếu cô biết điều thì đừng có xuất hiện trước mặt ta. Không phải ai cũng có thể tình dị dễ gần như sư phụ, đặc biệt là Man Di nhà ngươi. Lục Linh Nhi bị mắng cho không biết làm gì, từ sau khi đến phương Đông đâu đâu cũng bị người ta xua đuổi. Đúng lúc này Khương Phàm đứng sau lưng vỗ vai Lục Linh Nhi, sư phụ có phải con đã nói sai gì không, tứ sư tỷ hình như rất bài xích con. Khương Phàm nhìn Nại Lạc thì không khỏi rầu rĩ. Những ngày sau đó Khương Phàm ngày nào cũng tìm cách để Lục Linh Nhi hấp thụ linh lực, kết luận cuối cùng chính là mặc dù Lục Linh Nhi có thiên linh căn nhưng lại không thể hấp thụ linh lực để tu hành.